tên khốn du ý này, hôm trước vừa đánh tiểu muội của ta, hôm nay ta sẽ trả thù cho tiểu muội của mình. So tài này, để cho 500 chị em ra trận. Cái gì? Ai lại dám khiêu chiến ta này? Điêu thuyền à? Nàng muốn khiêu chiến để so tài hay lại có ý định gì với ta đây? Chấp nhận luôn, vào luôn. Chết này, đồ khốn này, dám đánh chị tiểu muội ta, tưởng ngon à? Chết này. Cho đừng tưởng con gái là ta tha nhá. Đừng mà chị em của chị là được à? Sao khỏe này? Ôi, ta không tin ta có thể thua nàng được. Lên nào anh em, đừng để thua. Không, trời ơi, sao ta có thể thua được?